Kênh YouTube Bán Nhà Chính Chủ quận 7 hôm nay giới thiệu đến các anh chị các bạn căn nhà tại khu dân cư Sài Gòn Mới nha anh chị. Nhà mình ở khu dân cư Sài Gòn Mới, Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè nha anh chị. Nhà mình có diện tích là ngang 4m2, dài 13m5 nha anh chị. Đây, nhà mình một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh nha anh chị. Nhà mình là xe hơi là đậu trong nhà luôn được luôn nha anh chị. Đây, mình quay trước đường xong rồi mình đưa anh chị vào bên trong để mình xem căn nhà của mình nha anh chị. Đây. Ở ngoài Quỳnh Tất Phát mình đi vô này nha anh chị. Đây là khu dân cư hiện hữu. Đó. Nhà mình là một trệt một lầu nha anh chị. Đó. Nhà mình trệt lầu đây. Trên mình có ban công ra mình ngồi cà phê rồi mình hóng mát rồi luôn, là rất là thoải mái nha anh chị. Nhà mình là căn gốc nha anh chị. Đó. Nhà mình là căn gốc. Đó. Khu dân cư Sài Gòn Mới nha anh chị. Đây ở trong là mình là có một cái sân này nha anh chị. Đây cái sân nhà mình anh chị. Đó. Đây là cái sân nhà mình. Mình về mình để xe máy rồi đây cũng được nha anh chị. Đó. Đây là bên trong nhà mình. Nhà mình là nhà mới, nhà sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng luôn anh chị, giao sổ luôn. Nhà mình là mua bán hoàn công đầy đủ nha anh chị. Chủ nhà hỗ trợ vay ngân hàng 70% luôn nha anh chị. Đó. Nhà mình là ở khu dân cư Sài Gòn Mới, Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè nha anh chị. Diện tích nhà là ngang là 4m2, dài 13m5. Nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh nha anh chị. Mua bán là chủ nhà tặng hết nội thất nha anh chị. Đó, chủ nhà tặng hết nội thất cho mình luôn. Mình đưa anh chị vào bên trong sau mình xem nhà nha anh chị. Nhà mình là hướng đông bắc nha anh chị. Đây là dưới sau không gian nhà bếp nhà mình nha anh chị. Chủ nhà cũng làm bài trang bị sẵn là kệ bếp rồi xong hết nha anh chị. Bàn ăn luôn. Đây, bàn ăn luôn. Máy giặt luôn nha anh chị. Đó. Anh chị mua về là thích hợp ở luôn nha anh chị. Anh chị về mà anh chị chỉ có dọn mua một số vật dụng gia đình là anh chị còn về ở nha anh chị. Khu dân cư Sài Gòn Mới cái giá nhà này là 3.650 triệu, còn thương lượng chính chủ nha anh chị, cái giá nhà này là rẻ nhất khu dân cư Sài Gòn Mới luôn nha anh chị, rẻ nhất khu dân cư Sài Gòn Mới. Mua bán chính chủ, sổ hồng hoàn công đầy đủ, chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng từ 70-80% luôn nha anh chị. Đó, mình mời anh chị đi lên lầu 1 để mình xem trên lầu 1 nha anh chị. Nhà một lầu 1 nhà mình khá rộng rãi luôn nha anh chị. Đây, mời anh chị lên lầu 1. Cầu thang mình là có đốt đá hoa cương sẵn hết rồi luôn nha anh chị. Nhà mình là 4m2, dài 13m5 nha anh chị. Khu dân cư Sài Gòn Mới, Huỳnh Tấn Phát, khu dân cư Sài Gòn Mới nha anh chị. Đó. Mua bán là chủ nhà tặng cho mình luôn nè. Giường ngủ rồi tặng hết nha anh chị. Sau nhà mình là có cửa sổ luôn nha anh chị. Đó, cửa sổ mà tối ngủ có mấy mình tháng mình mở ra nó thoáng nha anh chị. Đó, nhà mới, mua bán hoàn công đầy đủ. Đó. Cái này là mình bán nhà là toàn là nhà chính chủ nha anh chị. Nhà chính chủ. Mua bán chứ không phải là nhà đầu tư nha anh chị. Nhà là chính chủ, mua xong rồi người ta không ở, đâm ra người ta kêu mình qua, ta kẹt tiền ngân hàng quá, đâm ra người ta kêu mình qua bán lại nha anh chị. Đó, anh chị đi xem nhà, anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0913 781712, mình sẵn sàng sẽ đưa anh chị qua để xem nhà nha anh chị. Đây là vệ sinh đây. Tại vì chủ nhà vay ngân hàng để mua cái nhà này, rồi bây giờ đuối ngân hàng quá rồi, đâm ra mới kêu mình qua để quay, để đăng bán giùm chủ nhà nha anh chị. Đó, mua bán chủ nhà tặng hết nội thất cho mình luôn. Đó, anh chị thấy không? Nhà mà mình là 3.650 triệu là rẻ nhất khu dân cư Sài Gòn Mới nha anh chị. Cái diện tích này với khu dân cư Sài Gòn Mới nó bán toàn là 4 tỷ mấy không nha anh chị. Đây. Đó, mình ở trước mình còn cái ban công nè anh chị thấy không? Đó, mình về mình ra đây mình ngồi mình nghỉ mát buổi sáng, buổi trưa này, buổi trưa anh chị thấy không? Rất là rộng rãi, thoải mái. Đó, mát nữa. Nè, đó, khu dân cư hiện hữu anh chị thấy không? Giá 3.650 triệu là rẻ nhất khu dân cư Sài Gòn Mới luôn nha anh chị. Đó. Anh chị đi xem nhà anh chị liên hệ cho mình nha anh chị nha. Đó. Nhà mình là ngang 4m2, dài 13m5. Chủ nhà muốn bán cái giá là 3.650 triệu nha anh chị. 3.650 triệu còn thương lượng chính chủ nha anh chị. Nhà này nhà chính chủ. Rồi anh chị xem kênh anh chị đăng ký ủng hộ giúp mình nha. Mình xin chào các anh chị nha.